sau đó mình nghĩ ra là mình sẽ làm cái trò gì đó vừa vừa và mình quyết định làm kiểu tóc vừa này. Các bạn xem tóc gì thì mình follow mình nha. Chỗ này tên là Sentiger Food, thì mình sẽ để link ở dưới bài review của mình sau ha. Họ có rất là chất lượng nha, kiểu giấy xịn đàng hoàng. Khi mà mở ra thì sẽ có một phần tôm tích như thế này. Một phần này là 300g, sẽ gồm có tóc như là gồm có khoai bên trong ăn kèm với tôm. Thì ăn tôm á, một cách chính xác á là trước khi mà các bạn mở cái hộp này ra thì các bạn phải kiểu trộn lên như thế này nè, để cho tôm thấm vị á. Đó là lý do tại sao mà chỗ này á nó sẽ để trong tôm trong bọc chứ không để trong hộp, vì muốn nước sốt lúc nào cũng phủ tất cả bề mặt của tôm và một cách thấm vị nhất. Và bơ hảo hạng luôn. Thế nên đó, khi mà các bạn ăn, các bạn sẽ cảm nhận được cái vị béo béo, thanh thanh, thơm thơm. Thì ở đây là mình đã có sẵn bao tay để đeo vô ăn một cách đàng hoàng. Bây giờ mình sẽ thử loại này trước nha. Thì loại này là giống như là best seller á. Ok, thì đầu tiên là các bạn được rút hai cái phần ra. Đây có cái phần đầu thì các bạn sẽ hút sạch hết tất cả cái phần gặt ở trong phần đầu. Sau đó cái phần đuôi á thì mình sẽ ăn thịt và chấm với sốt ở dưới. Mình khuyên các bạn là vì nó hơi mặn á nên các bạn nên ăn kèm chung với lại bánh mì nha, chấm với sốt siêu ngon. Hết sợi. Tiếp theo á thì mình sẽ thử đến cái phần sốt cà ri. Lẩu miệng mình hơi bị tàn nhang nên là vì ăn cái này mà không tàn nhang thì không thể nào ăn được. Vẫn như đây là con sốt sốt me, thì mình sẽ vẽ cong đầu như thế này, hút sạch cái phần gặt. Sốt me ngon cực luôn. Sau đó vẽ cái phần đuôi như hồi nãy từ nãy giờ mình chỉ á. Mình vẫn thắc mắc là tại sao cái con này nó lại nhỏ hơn so với cái con mà mình Google trên mạng á. Các bạn đừng quên là ở mỗi cái loại sốt như thế này sẽ có phần bắp nữa, cũng như là khoai tây ăn kèm. Bây giờ mình đã chọn ra cái loại mình thích nhất là sốt me, siêu ngon. Ok, thì bây giờ mình sẽ đóng máy và mình ăn hết cái phần ba cái tô này còn lại. Các bạn hãy luôn luôn ghi nhớ là follow CB Food nè, like box review mới nhất về tôm này của CTG Food, và đặc biệt là luôn ủng hộ mình bằng những cái post review của mình nha. Nhớ subscribe YouTube của CB Food nha. Cảm ơn các bạn.